Ở đây có chuyện ma đấy. Châu vừa chuyển qua căn nhà mới được 3 hôm. Hôm đầu tiên tới căn nhà có chút gọi là u ám. Châu cũng có chút sợ, nhưng lỡ thuê rồi. Ngày đầu tiên chuyển đến, sáng Châu vừa mới mở cửa nhà ra, thấy một bịch bóng màu đen. Tò mò mở ra thì Châu té ngửa khi thấy đó là một bộ tóc đen còn dính máu. Mấy ngày liền, cứ tới đúng 12 giờ trưa là sẽ có tiếng chuông cửa reo lên. Reo đúng 3 hồi rồi tắt. Tối hôm đó đang nằm nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mở cửa ra thì cả phòng đã rướm máu đỏ. Châu mới chạy lại khóa vòi nước đang chảy thì trượt chân té ngã ra nền. Chưa kịp đứng dậy thì có một cô gái xuất hiện với bộ đồ trắng toát, tóc tai bù xù, không nói gì, đưa tay chỉ về hướng cái gương soi. Bỗng trên gương hiện ra dòng chữ: "Cứu tôi với." Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu vùng dậy chạy ra khỏi căn nhà đó. Mấy hôm sau đi thăm dò hàng xóm thì mới biết được chủ cũ của căn nhà đó là một đôi vợ chồng mới cưới. Cô ta bị giết hại trong chính căn nhà đó vì bị chồng nghi ngoại tình. Sau đó chồng của cô ta cũng đã bị công an bắt. Có lẽ là vong hồn của cô gái đó không siêu thoát được nên mới ám ở cả.